Hi, xin chào các bạn, mình là Giác Thu đây và hôm nay mình rất vui được ngồi đây trò chuyện với các bạn. Hôm nay các bạn có vui không? Giác Thu chúc các bạn nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống nha. Quay lại với các bạn kỳ này vẫn là chủ đề cây cảnh. Thì hôm nay mình xin dẫn các bạn đi tham quan một cái vườn cây gần nhà mình thôi. Ở vườn cây này mình xin chia sẻ với các bạn những cái gốc bonsai đúng tim người đó các bạn. Rất phù hợp để trang trí trong nhà biệt thự, trong sân vườn hay là quán cà phê. Nếu các bạn là người mới, nhắn thu mời bạn đăng ký bên dưới để các bạn có thể có thông báo về những video mới của mình. Và bây giờ xin mời các bạn theo mình để tham quan những cái gốc bonsai đúng tên người với các bạn. Xin mời các bạn. Xin chào mọi người. Hôm nay mời mọi người theo chân mình để tham quan một cái vườn kiểng nha các bạn, gồm rất là nhiều cái cây kiểng mà nó đốn tim người đó các bạn ơi. Đầu tiên mời bước chân vào vườn ha, mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái cây mai chú thủy nha các bạn, mai chú thủy kim giòn. Thì cái mai chú thủy này nó rất là đặc biệt các bạn, nó mọc thành như một cái ngọn núi vậy đó. Các cái thân của nó bám vào nhau á, cái bộ rễ nó bám vào nhau. Và cái người chủ vườn này nè, người ta dự định người ta sẽ trồng nó đó thành một cái ngọn núi, như là ngọn núi xanh vậy đó. Khi người ta đợi tất cả các cái nhánh của nó sẽ mọc phủ lên và người ta sẽ cắt tỉa lại thành một cái tàn cây xanh bám xung quanh cái gốc này. Thì cái gốc này nó to lắm mấy bạn, to khủng khiếp lắm. Cái mai chú thủy này nè thì nó là cái loại cây rất là dễ trồng. Tuy nhiên để có được cái cây mà nó đẹp đó các bạn thì nó cũng rất là hiếm các bạn. Đối với những cái cây mai chú thủy mà nó ra hình thù như thế này nè thì cũng đều rất là hiếm các bạn. Thì tiếp tục giới thiệu với các bạn, đây là một cũng mai chú thủy nữa các bạn, mà trồng theo cái dạng rừng đó. Thì cái cách trồng này nó cũng mình cũng thích lắm các bạn. Nó đơn giản lắm mà nó dễ trồng. Quan trọng là cái con mắt của người chơi đó phải có cái thẩm mỹ phối với nó làm sao mà cho nó ra một cái cảnh giống như là một cái cánh rừng tự nhiên vậy đó các bạn. Cái này mình cũng sẽ tập chơi, mình cũng sẽ làm một số cái cảnh như thế này, cái tiểu cảnh như thế này nè. Thì các bạn nhớ là thường là những cái tiểu cảnh này là người ta trồng ở cái cây nó lẻ, chín cây, thường người ta trồng chín cây là nhiều hả. Đó, cái này nó có chín cây, xong rồi mình sẽ phối vào những cái viên đá đó các bạn, mình để vào ở dưới thì mình trồng cỏ. Thì như vậy anh nhìn nó thật lắm, nó thật lắm, giống như là chúng ta đang bước vào một cái khu rừng vậy đó. Mình rất là thích cái tiểu cảnh này các bạn ơi, nhìn nó đẹp lắm, nó nhìn nó có hồn lắm. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái cây nha. Cái cây này á, rất là thông thường mình gặp hoài, mình gọi là cây, người ta gọi là cây gì, dương liễu, có người thì gọi là cây cây gì nè ta, cây phi lao, cây phi lao. Nhưng mà cái cây đó bằng mập ngoài đời thì bạn gặp rất là bình thường, thân của nó thì thẳng đứng, lá thì xanh tươi quanh năm vậy đó. Nhưng mà ở đây thì khi mà chơi kiểng á, thì người ta tạo ra một cái thế rất là đẹp các bạn, gốc nó rất là quái. Nhiều khi bạn đi ngoài biển mà gặp có những cái gốc như thế này, nó cũng ở xung quanh biển đó, thường mấy cái gốc này nó không có lớn lên, nó bị đài ở dưới cát á. Thì những cái người chơi kiểng người ta sẽ mang về và người ta tạo dáng cho nó như thế này, bạn nhìn nó rất là đẹp. Trong cái thân của nó có vẻ giống như là cây chết vậy đó, tuy nhiên là nó không có phải chết mà nó vẫn có một số cái cành tươi xanh, nhìn rất là đẹp các bạn. Đó, nó vừa đâm chồi ra đó. Tiếp theo nha, mình giới thiệu với bạn đến một cây nữa là cây xanh nha các bạn. Thì cây xanh này là thành phẩm rồi bạn ơi, các chi cành của nó rất là to. Và đặc biệt khi các bạn đến đây mà sẽ được chiêm ngưỡng những cái chậu của các bạn ơi, cái chậu đẹp lắm, chậu nào cũng đẹp hết trơn á. Bạn đến đây bạn sẽ được gặp những cái chậu mà những người chơi kiển chuyên nghiệp mới dám mua các bạn, từ những cái chậu Trung Quốc cho những cái chậu xưa của Việt Nam đó. Thì người ta chơi vào, người ta mua vào, người ta sưu tầm và người ta chơi những cái kiển quý giá này vào. Tiếp theo là đến một cái cây này là gọi là cây khủng các bạn, khủng mà quái nữa. Cây này là cây linh sam bông tím. Linh sam này là linh sam 86 nha các bạn.
hình xăm 86 mà con cái làm cái thân của nó người ta trồng lâu năm lắm rồi, cho nên là cái gỗ nó đã bị lũa đó các bạn. Bạn nhìn nó già nua dữ lắm luôn á, nó to lắm, cây này nó cao và nó to lắm, một cái tán của nó rất là nhiều tán nha các bạn, và nó nhìn nó rất là quái nữa. Thì nó được trồng trong một cái chậu này, chậu này là chậu Tàu, chậu Trung Quốc nè, chậu này cũng mắc tiền lắm á. Đó, nguyên một cái bộ chậu, bạn nhìn với cái đế của nó cũng đẹp nữa đó. Cái chân dưới rồi cái chậu ở trên đó. Thì ở chủ vườn người ta đang lặt lá các bạn, lặt lá để cho nó ra hoa đó. Đây bạn nhìn nè, nó lạ lắm, đẹp lắm. Rồi mời các bạn xem một cái cây gián đổ nè các bạn ha. Đây là cây sâm núi, cây này nó có trái nè các bạn. Cây sâm núi, các bạn thích sâm núi bạn trồng là nó có trái đó. Nhưng mà vậy nè, mình thấy là cái sâm núi trồng nếu mà mình cắt tỉa lá nhiều thì nó sẽ bớt trái đó nha các bạn. Rồi các bạn xem nha, cây cũng là cây sa linh sam 86 bạn ơi, đang ra hoa đẹp quá. Này dáng này cũng là dáng dáng đổ thật đổ xuống đó. Rồi bạn nhìn đây, mà coi cái chậu chưa đó, mời bạn xem cái chậu, toàn là chỗ xưa không à, đậu đẹp lắm. Bạn nào mà mê mấy cái đồ, mấy cái chậu này thôi, bạn bước vào đây thì bạn sẽ không thể nào mà bỏ qua được những cái chậu đẹp này chứ. Thì những cây ở trong khu vườn này nè các bạn, là những cái cây tuyển lựa không bạn ơi, là do người ta đem đến, người ta bán những loại cây mà cao cấp á, mắc tiền á. Ví dụ như cái cây này bạn nhìn đi, đó là cây để bàn thôi ha. Đây là cây liễu Indo các bạn. Cái giống này nó cũng rất là hiếm có. Mình cũng thấy ít khu vườn nào mà có những cây liễu Indo này lắm. Nó là dạng cây mini á, cây bonsai á. Nó lâu năm lắm rồi mà nó cái tán của nó rất là đẹp các bạn. Lá thì nhỏ dễ thương lắm. Bây giờ tiếp theo là đến một cái tiểu cảnh nha bạn ha. Một cái tiểu cảnh này là cũng lâu năm lắm rồi. Tiểu cảnh này ở phía dưới người ta chơi nước, ở trên là đá và phía trên là người ta phối một cây xanh các bạn. Bộ rễ của cây xanh thì bạn khỏi nói, các bạn cũng biết rồi ha. Nó bám dữ lắm luôn, bám đá dữ lắm. Bạn nhìn đi, những cái rễ già nó tua tủa xuống, nó nhìn nó rất là đẹp. Thì cây xanh này nó có cái đặc điểm là nó có lá đỏ nha các bạn. Ở đây người ta đã cắt hết lá rồi, đợi thời gian nữa thì nó sẽ cho lá ra, nó non ra, lọc nó đỏ rất là đẹp. Thì mình thấy ở đây người ta cũng có phối thêm một số cái tiểu cảnh mini đó, ví dụ như cái ngôi nhà nhỏ nè, ở dưới là có một cái hồ nước nè, rồi người ta trồng cỏ trồng nào vào, bạn nhìn nó rất là nên thơ. Nếu mà mình đứng xa xa mình nhìn giống như là một cái khu nghỉ dưỡng gì đó. Ở ngoài ra các bạn đến đây bạn sẽ gặp được những cái chậu mà người ta làm theo cái phong cách của riêng mình đó bạn, rất là đẹp các bạn. Ví dụ như cái chậu linh sam này, đây là linh sam sông Hinh nha bạn ha. Đây là linh sông Hinh đó, linh sam rin luôn đó, và người ta trồng theo một cái dạng cánh rừng đó các bạn. Này bạn nhìn đi, cái loại tiểu cảnh này sao mà mình thấy là mình thích quá à. Nó vẽ nó tự nhiên á, từ một cái gốc nhưng mà nó cho ra nhiều cái chi đó. Gốc này lâu lắm rồi, xong rồi cái người ta cắt ra lên chi, xong cái người ta mới làm thành dạng rừng luôn đó. Và người ta chơi với một cái chậu, bạn nhìn cái chậu này nó quái lắm. Rồi bây giờ tiếp theo nha, mình sẽ giới thiệu với bạn một cái cây. Cái cây này thì nó thuộc loại là người ta kêu là cây cũng là cây linh sam nữa các bạn. Cái linh sam đang ra bông tím kìa. Đây là sam 86. Nó lùng lắm bạn ơi, cây này nó lùng lắm, nó có chút xíu à. Nhưng mà những cái chi cành của nó nhìn nó to khủng lắm. Đó, các bạn xem ha. Thì bạn nào mà mê bonsai cây kiểng đó thì các bạn có thể đi ngang quốc lộ 91, bạn ghé vào chỗ này bạn tham quan. Nói chung là cây cối đó đẹp lắm bạn, nhìn mê hồn luôn á. Các bạn nhớ like cho mình nhé các bạn. Nhớ theo dõi, bấm nút chuông theo dõi để mình sẽ ra những video clip mới cho các bạn đó nha.
Và đây mình xin giới thiệu với các bạn một cái tiểu cảnh, cũng là tiểu cảnh cây mai chú thủy nữa các bạn. Cái tiểu cảnh này cũng là chính cây nhưng mà nó rất là mini các bạn. Nó mini lắm. Cái cây nó nhìn nó nhỏ xíu nhưng mà nhìn nó già cỗi lắm các bạn ơi. Và họ trồng ở trong một cái chậu cũng nhỏ xíu à. Đó, nhìn rất là dễ thương, mình có thể cầm trên tay á. Cái này thì các bạn để bàn nhìn nó đẹp, đẹp lắm. Đó, mình thì mình mê nhất là cái dạng tiểu cảnh như thế này nè. Cái mai chú thủy thì nó lại rất là dễ trồng. Nó dễ trồng rồi nó lại là cho hoa nữa các bạn, cho hoa quanh năm, nó hoa rất là thơm, hoa trắng rất là dễ chịu. Mình cũng giới thiệu với bạn thêm cây mai chú thủy nữa nha. Cây này thì nó quái. Nó quái là sao các bạn thấy không? Nó có tới hai một góc ở đây nha. Xong rồi qua bên này nó bám thêm một cái góc xuống đây nữa đó. Cái thân nó lồi lên như thế này. Thì mình nghĩ đây là ngày xưa chắc là cái rễ đó các bạn. Cái rễ xong rồi người ta đào cái rễ lên á thì nó có cái thân cái rễ của nó bây giờ thành cái thân luôn. Và người ta chơi cái dáng thì kiểu quái quái như thế này. Nhìn nó lạ mắt lắm. Cái thân của nó đó, bạn nhìn cái thân nó nằm ngang, nó mọc hai đầu đều bám rễ hết. Cái cây này là cái cây mình thấy nó rất là lạ ha. Tuy nhiên thì nó cũng không có phải là cây này thì không đem mà so ra giá trị với mấy cây kia thì nó không có bắt tiền bằng đâu. Nhưng mà nó có cái độ quái của nó. Rồi bây giờ mình xin mời các bạn xem một cái cây nữa là cây Oro nha các bạn. Cây Oro, cây bụm sụm rồi đó. Nhưng mà cái cây Oro này nó có dáng rất là đặc biệt các bạn. Nó là theo cái thế tam đa đó, nó có ba thân. Đó. Nó già lắm rồi, cây này già lắm rồi. Không biết các bạn có biết cây Oro này không? Cái cây Oro này thì nó có bông trắng nha các bạn, bông trắng. Nó cây là cây kiểng mà có bông nha. Rồi nó ra bông quanh năm vậy đó, bông đẹp lắm. Nhìn dễ thương lắm. Cây này cũng thuộc loại cây đắt đắt tiền đó các bạn. Ngắm nó nha. Các bạn nhớ like cho mình nha các bạn. Nhớ chia sẻ nha. Rồi tiếp theo là một cái tiểu cảnh nữa nha các bạn. Ở đây thì bạn sẽ có rất vô số tiểu cảnh các bạn ơi. Tiểu cảnh nào cũng đẹp hết trơn. Tiểu cảnh thì tiểu cảnh này là cái tiểu cảnh mà cây mai chú thủy nha các bạn. Cây mai chú thủy này nó rất là lạ. Cái người trồng người ta trồng cũng lạ lắm. Người ta để một cục đá, nó đặt ở trên cục đá các bạn. Rồi mấy cái rễ của nó thì là bám xuống dưới. Về cái kỹ năng mà để trồng cái cây này cũng không phải là đơn giản đâu các bạn ơi. Bởi vì bộ rễ nó phải thòng xuống phía dưới, cái thân nó đa nó nằm phía trên đá hết. Hầu như là phía trên là không có đất đó bạn. Bạn nhìn đi ha, nó nằm bọ lên trên cái miếng đá vậy thôi à. Rồi cái rễ thì nó thòng xuống dưới. Đó, bạn nhìn nó rất là đẹp. Nhiều cái cây mình thấy cái dáng nó không có đẹp nhưng mà cái cách trồng của họ bạn nó thẩm mỹ, nó hài hòa dữ lắm. Bạn nhìn vô mà bạn nào mà có cái tâm hồn mà yêu cái cảnh đó là cái tôi là đốn tim các bạn, nó không thể nào mà bạn rời mắt được hết trơn á. Nó lạ lẫm lắm, bạn nhìn bạn mê lắm. Mình thì mình bước vào mấy cái này mình ngắm rồi mình ngắm hoài mình không thấy chán các bạn ơi. Bây giờ mình xin giới thiệu với các bạn nha, một cái cây phối trên gỗ lũa. Bây giờ là tiểu cảnh với gỗ lũa các bạn. Thì đây là cây ngô tàu các bạn ơi. Cây ngô tàu này nó đặc biệt, con cái là nó lâu lớn dữ lắm. Nó trồng nó nghe năm này qua năm nọ mà cái thân nó nhỏ xíu à. Đặc biệt là cái lá nó rất là lạ các bạn. Nó quắn lại thành những cái cục lọn lọn như vậy đó. Và nhìn nó rất là duyên. Thì cái cây này người ta phối trên cái miếng gỗ lũa đó các bạn. Bây giờ không có ấy đá nữa, không có phối với đá nữa mà người ta phối trong gỗ lũa. Đây bạn nhìn cái rễ của nó đó, nó thầm xuống.
Đó, cái thân của nó thì nó rất là già dữ lắm rồi đó, già dữ lắm rồi. Bạn nhìn nhiều quá, nhiều cây mình không biết giới thiệu cây nào với các bạn hết trơn, cây nào thấy cũng đẹp hết trơn. Mình sẽ giới thiệu bạn vài cây ha, còn nhiều lắm. Cái cây này nè, cái cây này là cũng cây ugô nữa nè bạn. Cây này người ta gọi là cái cây lùng lực đó, nó lùng có một khúc rồi mà thôi thân nó khỏi nói, người ta chơi tán tán tự nhiên vậy luôn đó, không có uống gì trơn, cắt tỉa uống như tán dù vậy, đẹp lắm. Bông đó bạn nhìn đó, bông nãy mình nói với bạn đó đó, nó đang ra bông đó, lùng chứ không, nó lùng lùng con khúc vậy thôi mà đẹp lắm, nhìn đẹp lắm, như một cái cây đa, như cái cổ thụ gì đó. Mình đến khu vườn này á, mình cũng có hỏi chủ vườn thì người ta cũng có bán đó các bạn, nếu các bạn có muốn đi mua thì các bạn cũng có thể để lại comment á, mình có thể hướng dẫn các bạn cái đến chỗ để mà mua. Tuy nhiên là mình thấy là giá cả ở đây nó cũng là dạng thuộc loại là dạng khủng các bạn ơi, cây nào cây nấy nó cũng giá cao lắm, thì bởi vì cây đẹp thôi. Đây cây này cây cũng cây Uro nữa nè, nó cũng đang ra bông đó bạn, nó dáng trực lắc mini đẹp lắm. Bạn nhìn những cái cây mình cầm ở trên tay gọn gàng, cái chậu nhỏ xíu mà, những cái chậu này cũng đắt tiền nữa các bạn nghe, chậu này toàn là chậu chậu Trung Quốc không mang đất nung ở bên Trung Quốc á. Các bạn ơi, các bạn có thích cây Uro này không? À, mình quá thích cây này các bạn ơi, cái hoa nó màu trắng rất là đẹp, còn cái lá thì nó rất là dày và nó nhỏ cưng quá. À, bấm like cho mình với các bạn. Rồi bây giờ mình đến những cái bông trang các bạn. Cái bông trang thì ở miền Nam thì gọi là bông trang, ở miền Bắc thì gọi là mẫu đơn. Đối với những cái bông trang này có một cái nó đặc biệt, nhiều khi nhiều người nó bông trang nó thường nhưng mà vô những cái tay nghệ nhân thì nó trở thành không có bình thường chút nào hết trơn, không có tầm thường chút nào hết trơn, nó trở nên những cái tác phẩm rất là nghệ thuật luôn. Như bạn nhìn cái cây này đi đó, cái bộ rễ của nó dài ra, nó đổ xuống dáng đổ trong huyền luôn, đẹp long lanh luôn đó. Có nhiều người thì nghĩ là những cây này thì nó không có được giá trị lắm, nhưng mà thực sự ra khi vô bằng tay này rồi là nó sẽ trở thành những cây rất là giá trị. Đây cũng là một cái cây tác phẩm, một cái tác phẩm mới mới tạo nè các bạn. Cây đây cũng là một cây Uro nha. Cây này thì dáng văn nhân nè. Đó, bạn đoán thử cây này chủ vườn kêu bao nhiêu tiền nè. Cây này là theo chủ vườn nói là không 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 có dưới 10 triệu đó bạn. À, giá nó khiếp vậy, bởi vì dáng dáng lạ, dáng đẹp không à. Thì chơi bonsai cũng đâu phải là đơn giản các bạn ha. Thì tùy theo cái túi tiền mình thôi, nếu các bạn không có nhiều tiền thì mình có thể chơi những cái cây đơn giản rồi mình tự mình tạo uống uống tạo dáng cho nó thôi, cũng dễ dàng. Mình không có những cây mắc tiền vậy thì mình có cây rẻ rẻ tiền vừa tầm mình là được rồi. À, đây là cây sung các bạn, cái này thêm cây sung, sung này sung quái các bạn. À, cái củ bạn nhìn thấy cái củ nó nằm trong một đống đó, hết sức rồi cái củ nó luôn rồi. À, các bạn biết không, cây sung này nè là một trong những cây mà người ta cũng rất là thích trưng ở trong ngày Tết đó các bạn, nó có giá trị về phong thủy nó rất là tốt các bạn. À, cây sung, cây lục vừng, cây thiên tuế, những cây đó thì nó rất là tốt về phong thủy các bạn ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn nhiều cái loại cây cảnh rất là đẹp nữa các bạn. Khu vườn này thì mình có thể mình tham quan mình cả ngày mới hết đó các bạn ơi. Mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn nữa nha. Còn bây giờ mời các bạn xem ha. Đây là cái cây kim quýt các bạn. Đây cũng là một cái loại cây mang ý nghĩa phong thủy nữa đó. Đây là cây của mình đó bạn. Cây của mình đó. À, bạn nhìn nó cũng rất là đẹp nha. À, nó dáng nó cũng là dáng trực lắc đó các bạn. À,
thân thì nó quá dài, rễ bạn nhìn rễ thì bạn cũng biết thấy rồi đó, những cái rễ rất là to. Thì cây kim vít này nó có trái nữa các bạn, có trái. Mình cũng cố gắng mình sưu tầm được một số cây các bạn ha. Có dịp mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn cái bộ sưu tập của mình. Tuy nó không có khủng như cái vườn của anh An vậy nhưng mà nó cũng dễ thương lắm các bạn. Alo alo các bạn ơi, các bạn có thích video của mình không? Nếu các bạn thích, mình mời các bạn bấm like cho mình nha. Nếu các bạn là người mới, các bạn vui lòng đăng ký kênh bên dưới để các bạn sẽ có thêm thông báo về những video tiếp theo của mình. Vừa rồi là mình đã mời các bạn đi chiêm ngưỡng một số dáng bonsai đẹp đó các bạn. Hy vọng các bạn cũng thích bonsai tụi mình. Video của tụi mình đến đây xin được phép kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.